tôi cả ngày luôn, sáng giờ lạnh đóng đá. Mùa thu thì lá vàng hết, ở dưới đường là nó bị black eye và nó đông đá luôn, mình chạy nó trơn lắm, vừa lạnh mà vừa đông đá, bởi vì mưa chứ, mưa xuống đường gặp lạnh đông đá. Cái khu nhà đông lá cây vàng, cái này là cái đường từ nhà đi vô chỗ làm của mình. Cái hãng của mình nè, vô cái cổng này. Này là này mình vô trong cái gate này, cái gate này là phạm vi của phi trường rồi đó, chỉ có người làm trong đây mới vô được. Mình có gắn cái thẻ chạy ngang vô nó chết, nó phía bên kia là cái bạc kinh của phi trường của hãng đó. Là máy bay đậu rồi đó, bay đậu bên đó. Cái này là cái hang gà, trời lạnh mà đóng cửa hết trơn. Bye bye, mình tắt đây.